nách hôi dưng dứt, nhưng mắm tôm cũng trở về thơm phức nhờ mẹo này. Chị em có công nhận là được khen thơm còn thích hơn là được khen xinh không? Mỗi người có một mùi hương đặc trưng riêng. Đối với chị em phụ nữ thì mùi hương thường thơm và quyến rũ hơn các anh con trai. Thế nhưng cũng có nhiều chị em lại không có mùi thơm, đặc biệt là chị em nách có mùi hôi và hôi nồng nặc rất khó chịu, gây mất tự tin. Thì ở đây tôi xin mách cho chị em nào mà bị nách hôi một vài thuốc giúp loại bỏ sạch mùi hôi từ sâu bên trong, trả lại cho chị em mùi hương cơ thể thơm tho. Cần chuẩn bị tân di 4g, xuyên khung 4g, tế tân 4g, đỗ hành 4g, cào bạc 4g. Cách dùng: dùng giấm gạo để ngâm tất cả các vị trên qua một đêm cho đỏ, sau đó cho thêm nước vừa đủ để sắc lấy nước đặc. Mỗi ngày chúng ta lấy nước này sát vào vùng da ở dưới nách, đợi khoảng 10 phút rồi rửa sạch lại với nước sạch. Nội trong 10 ngày là nách sẽ hết mùi hôi. Dùng đều đặn 2 tuần đến 1 tháng sẽ thấy nách thơm tho trở lại. Thầy Bình, nam dược trị nam nhân.